Xin chào quý vị các bạn. Nối tiếp series giới thiệu các linh kiện, các dịch vụ đã được triển khai tại di động cao cấp.men. Hôm nay di động cao cấp.men giới thiệu các bạn video thay mới chân sạc của Mobiistar Lai Yollo tại di động cao cấp.men. Trên hình các bạn thể thấy đây là cụm chân sạc của Mobiistar Lai Yollo. Khi mà gặp lỗi sự cố liên quan phần chân sạc của Mobiistar Lai Yollo không sạc được, sạc chập chờn cũng được cũng không, quý hàng vui lòng mang máy qua các địa chỉ của di động cao cấp.men. Hiện nay di động cao cấp.men đã có sẵn phần chân sạc thay mới cho quý vị các bạn. Thông tin cụ thể hơn, chính xác hơn về dịch vụ sửa chữa, bảo hành điện thoại Mobiistar Lai Yollo cũng như dịch vụ thay mới chân sạc của Mobiistar Lai Yollo, quý hàng vui lòng truy cập website www.diđộngcaocap.men hoặc gọi thoại đường dây nóng 04 66 750 99. Kỹ thuật viên của di động cao cấp.men tư vấn và hướng dẫn cụ thể cho quý vị các bạn. Xin cảm ơn quý vị các bạn đã xem video giới thiệu sản phẩm dịch vụ đang được triển khai tại di động cao cấp.men chúng tôi.